Hi guys, great to see you guys today. Hi. It's Saturday. Did you guys have class this morning? Did you guys have classes this morning and this afternoon? Hello, teacher. Hello, teacher. Hi guys. Hello, teacher. Yes, hi guys. Hello, teacher. Hello, everybody. Yeah, hi guys. Yeah. Yes, hi guys, great to see you guys today. Hi guys. Hi guys, great to see you guys. Hi guys, everybody. How are you everybody? Today? I'm fine, thanks guys. I'm really fine. Thanks. Did you guys study? Did you guys study at school today? Did you guys have to study this morning or this afternoon? Hôm nay các bạn nào thứ bảy nè mà vẫn có học ở trường không? Các bạn nào sáng nay hay là chiều hồi chiều nãy vẫn có học online không? No. So yeah, free all day. You free all day? Như vậy là tụi con rảnh cả ngày luôn. Wow. No, yeah, a lot of no. Oh, really? What did you study? What subject? Bạn nào vừa nói là vừa mới học ấy, bạn học môn gì? What subject did you study? Học tiếng Anh. Ah, you study English. Okay, English. Tại vì cô thấy có nhiều bạn, cô dạy là có nhiều bạn học thể dục. Nhiều bạn học thể dục vào lúc 8 giờ tối nữa. Hi guys. Hello everybody. A lot of you only study English. A lot of you guys have Mai Trang has math. Mai Trang have math today. In the morning. In the morning, Trang, or in the afternoon. A lot of you guys have math today. Cô thấy có nhiều bạn có học PE nữa. PE or music. You guys like music? Phương Anh, you study math too? Yeah, you study math too? Afternoon, yeah. Today I just, that's a lot of subjects. That's a lot of subjects. Thanks. English, math, and history. You have bằng math. Okay. Môn toán bằng 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 bằng. Now, please. À, hôm trước là cô thấy vẫn có nhiều bạn cũng chưa có rõ lắm về cái rules nè. Các bạn cũng chưa có biết bấm ký hiệu giơ tay đúng không? Ở đây thì mình có cái ký hiệu giơ tay này thì các bạn sẽ bấm vào thì nó sẽ hiện cái hình mình ra trước thì cô sẽ thấy. À, mà thường cô sẽ gọi những cái bạn nào mà có giơ tay nè, có cần dùng ký hiệu giơ tay nè và có mở camera nữa. Okay. So you remember to turn on the camera. Okay, điều một thì đương nhiên rồi, cô sẽ tắt mic mọi người mà đúng không? Cho nên là khi nào cô mở mic thì các bạn sẽ mở lên cho cô. Thì đây, có nhiều bạn hôm lần trước cô thấy cũng chưa bấm được thì các bạn nhớ là ví dụ cô mời bạn nào đấy đi thì bạn khi mà cô đọc tên bạn xong rồi thì cô sẽ kêu là cô sẽ mời bạn bấm cái nút lúc đấy trên cái màn hình của tụi con nó sẽ hiện ra cái thông báo đúng không? Thì có thể là một trong hai cái hoặc có thể là cái khác nữa. Nhưng mà chung quy lại nó cũng chung một cái chữ này là unmute và nó có thường sẽ để màu xanh. The blue button, cái nút màu xanh như thế này nè. Thì tụi con chỉ cần bấm vào cái nút màu xanh này là cái micro của mình sẽ được mở lên. Okay, remember to press the blue button. Như vậy cô thấy cũng có nhiều bạn chưa biết cách mở nên các bạn nhớ cho cô chỉ cần bấm vào cái nút màu xanh này có chữ unmute là nó sẽ mở mic cho mình. Okay guys. Okay, so about the competition. Cô đã thấy rất là nhiều bài của các bạn đăng lên nè. Wow, I'm really surprised with your videos. Wow, I just want to say congratulations for those who have posted the video in the group. Cô chúc mừng những bạn nào mà mình đã nộp video lên rồi nè. Congratulations.
I'm very impressed. Okay, cô rất là ấn tượng bài của các bạn này. You guys invest, you guys invested a lot in the props, into the clothes, the background music, and the speaking. Good job. Các bạn đầu tư rất là nhiều nè, vừa từ quần áo, đạo cụ nè. À, rồi nhiều bạn có background ở ngoài đường nữa. Có nhiều bạn còn có background nữa. Very good job, okay? Có nhiều bạn còn có gì bài nói chuẩn bị rất là hay. À, các bạn chuẩn bị một cái bài nói rất là trơn tru. Và bởi vì đây là cuộc thi, cho nên là các bạn nhớ là mình sẽ không có cầm giấy. Mình sẽ không có cầm giấy hoặc là mình sẽ không có cầm một cái cuốn tập để mình nói. Okay, có thể là mình lâu lâu mình liếc ở đâu đấy thì mình có để ở đâu đấy, mình liếc qua sơ thì được, chứ mình đừng có để cái tờ giấy đấy ngay trước mặt màn hình. À, mình không có cầm cuốn tập và mình đọc lên. Okay. Thì ở đây cô thấy có rất là nhiều bạn đã nộp bài rồi nè. But I have seen all of the videos. I've seen all of the videos. Okay, good job guys. Cô đã xem hết tất cả video của mọi người nào nộp rồi nè. Cô thấy là các bạn làm rất là hay, rất ấn tượng. Good job everybody. Đối với những bạn nào mà chúng ta chưa nộp, it's okay. Các bạn cứ tiếp tục làm, cuộc thi của chúng ta vẫn còn diễn ra tiếp. Cho nên là các bạn cứ tiếp tục làm cho cô. À, cái bài này mình sẽ đầu tư một lần thật là tốt cho cô. Rồi mình sẽ làm cho cô, nộp cho cô cái bản tốt nhất. Mình nộp lên cái video là mình làm tốt nhất cho cô. Okay? Cho nên các bạn không phải lo sợ là các bạn đã nộp hết rồi mà mình chưa nộp. Không sao hết, bởi vì cuộc thi vẫn chưa kết thúc mà. Cho nên là các con cứ làm tốt nhất có thể, rồi sau đấy mình nộp cái video mà mình tự hào nhất, mình cảm thấy là mình làm tốt nhất, thì mình sẽ nộp lên cho cô. Okay. I hope to see more videos. Okay. Cô mong là sẽ được thấy nhiều video từ nhiều bạn hơn nữa. Thank you so much for joining the competition. Okay. So because there isn't any homework, right? Bởi vì không có bài tập về nhà đúng không? Cho nên là hôm nay mình sẽ chơi một cái game nhỏ. Okay. So we're gonna play a small game. We're gonna play a small game together. So for this game, there are 8 questions. Okay, there are 8 questions. Sẽ có 8 câu. What you need to do is that, for example, question 1. Okay, for example. Okay, this is the question. Name one job starts with B. Hãy kể cho cô tên một công việc mà bắt đầu bằng letter B. Letter B. So there are 5 answers. Okay, there are 5 answers. Ở đây cô giấu đi 5 cái câu trả lời. Thì ở đây cô không có sắp xếp theo một cái thứ tự gì hết. Cô chỉ sắp xếp theo gọi là randomly thôi, có nghĩa là ngẫu nhiên thôi. Có nghĩa là cô chỉ sắp xếp ngẫu nhiên cho các bạn thôi. Okay. Những bạn nào mình ở trên livestream nè, các bạn có thể giúp cô là các bạn vào room để mà mình chơi chung với các bạn cũng được. Hoặc là mình có thể comment đáp án. Nếu mà các bạn không vào room được thì có thể comment đáp án ở phần comment nha. Okay. Thì ở đây cô cũng sẽ mời, không phải là mời hết tất cả mọi người được. Ok, cho nên là mình sẽ làm gì? Mình sẽ ghi đáp án vào chat box cho cô, rồi mình xem thử coi là đáp án hồi nãy của mình nó có nằm ở trong những cái câu này hay không. Và tụi con sẽ tự tính điểm. Tụi con tự tính điểm tương ứng với cái đáp án đấy. Ok guys, bây giờ cô sẽ cho các bạn chơi thử là các bạn biết liền. Đấy, cô thấy là đúng rồi. Yeah, các bạn ghi cho cô những cái đáp án nè. Là good job, các bạn hiểu rồi đó. Good job. Thì cái này cô không thể check đáp án của mọi người được. Okay, I cannot check all of the answers. Các bạn tự check giúp cô nha. Mình tự cộng điểm nha. Okay, so now I will invite. Cô sẽ mời một vài bạn để lên nói đáp án cho cô thử nè. Okay, let's invite. Cô mời Hải Băng nè. Hải Băng, can you tell me a job that starts with B? What job, Hải Băng? Book. Book? Is book a job? Hải Băng, is book a job? Job là công việc nè, chứ không phải là một từ. Cô can kêu là mình phải làm một cái công việc gì đấy bắt đầu bằng letter B. Như vậy công việc book, book chỉ là một quyển sách thôi đúng không? Như vậy con có công việc gì? What job starts with B? Có công việc gì mà mình đã học nè mà bắt đầu bằng letter B không? Băng nhớ nữa. Baker. Baker. Ok, good job Băng, thank you. Bây giờ cô mời thử một bạn nữa nè. Cô mời Bảo Khôi. Cô mời Bảo Khôi nè. Ok, Bảo Khôi, can you turn on your micro? Yeah, ok. What job? What job? Khôi chọn nghề gì? A butcher. A butcher. Ok, good job Khôi. Butcher, đúng rồi. Butcher cũng là một nghề bằng letter B nè. Thực ra không có rất là nhiều nghề đúng không? Mà cô cũng chưa chắc là trong đây nó xuất hiện hết các đáp án của tụi con. Cho nên sẽ có nhiều bạn chọn cái nghề nào đấy có thể nó không xuất hiện nhưng mà không sao hết nha. Ok, cái này là cô chỉ sắp xếp ngẫu nhiên thôi. Ok. Good job. Now, one more. I want to invite. Cô mời Đức Minh nè. Dương Đức Minh.
Hello Minh, can you turn on your sound? Can you turn on your micro? Minh mở micro cho cô được chưa? Yeah, okay, what is your choice? What is your choice? Lựa chọn của con là gì? What is the answer? Name a job starts with letter B. Con hãy nêu cho cô một công việc mà bắt đầu bằng chữ B. What job? Hồi nãy giờ các bạn cũng nói rất là nhiều nè. Mình có baker nè. Rồi mình có butcher nè. Con có nghĩ ra được công việc gì khác nữa không? Hay là mình có đáp án giống các bạn? Is there any other job that starts with B? Con có nghĩ ra được công việc gì nữa không? Yes. Con có đáp án giống các bạn. À, như vậy đáp án của con là gì? What is the answer? Như vậy đáp án của mình là đáp án nào? What is the answer? It's baker. Ok, thank you Minh so much. Thank you. À, bây giờ cô mời thử các bạn nào có nghĩ ra một cái đáp án khác không nhỉ? Okay, beside baker and butcher, okay? Okay, Giang, can you tell me, is there any other answer? Yes. What is that? Okay, good job, very good. Now let's check, guys. Bây giờ cô chắc chắn các bạn cũng đã comment hết đáp án rồi đúng không? Bây giờ mình check nha, các bạn tự check nha. Okay, mình tự check xem mình được bao nhiêu điểm nha. Mình chỉ chọn một cái thôi mọi người. À, một cái thôi. Okay, mình chỉ được chọn một nghề thôi. Okay, cho nên là mình sẽ không có ghi hết đáp án ra mà mình chỉ chọn cho cô một nghề. Ha, để mình xem thử coi mình có hên chọn được cái nghề điểm cao không nha. Number five is what is it? So who has the answer is baker. So you will have 2 points. Như vậy bạn nào có đáp án là baker thì sẽ được 2 điểm nè. Okay. Baker. Okay, guys. Baker. Number 4. Let's see. Do you guys know this job? Do you guys know this job? Các bạn nào có đáp án này không? Bartender. Bartender là những cái người mà con biết là những cái quầy ở nhà hàng nè. Hoặc là những cái nhà hàng có phải là người ta sẽ có những cái quầy nước đúng không? Thì những cái người này là những cái người pha chế cocktail, rượu nè. Những cái món rượu, những cái món cocktail á. Những cái món nước như vậy mình sẽ gọi là bartender. Ok. Có bạn nào làm được đáp án bartender không? Bartender. Pha chế, đúng rồi. Cái người mà pha chế nước này, tụi con có biết những cái video mà người ta pha chế nước, người ta có thể kéo cái nước dài ra như thế này nè. Thì đấy, những cái người đấy mình sẽ gọi là người pha chế, bartender. So who has this answer? We have 3 points. Đấy, tụi con cứ tự tính cái đáp án của mình. Và các bạn nhớ là mình chỉ chọn một đáp án thôi nha. Ok, mình chỉ chọn một đáp án thôi nha. One answer only. Number 3. Do you guys know this job, guys? What is it? Barber. Yeah, Bình. Yes, it's barber. Barber là người làm nghề gì nè mọi người? Barber. Can you guys write in the chat box? Barber. What is barber in Vietnamese? Barber, just like hairdresser. Giống như là hairdresser vậy đó. Barber là làm gì mọi người? Barber là người cắt tóc mà cô, như thợ cắt tóc mà cô có giải thích hồi xưa đó mọi người nhớ không? Là thường là những cái người mà làm trong cái tiệm cắt tóc mà dành cho nam đó. Thì sẽ được gọi là thợ cắt tóc, barber. Còn ví dụ mình có cái chữ hairdresser là các bạn biết rất là nhiều này đúng không? Hairdresser thì mình sẽ có cái đấy người ta hay gọi chung là nhà tạo mẫu tóc. Thì có phải thường sẽ làm tóc cho các bạn nữ nhiều nè, làm tóc xoăn, tóc thẳng nè, kiểu này kiểu kia nè đúng không? Ok, so barber. Nếu mà bạn nào chọn được đáp án barber will have 5 points. Ok, bạn nào làm được đáp án là barber thì sẽ có 5 điểm. Ok guys. That number 2. What is the answer for number 2? Let's see. I want to ask someone. Okay, Vân Nhi thử đọc cho cô nghe number 2 và cho cô biết xem là cái từ này con có biết không nè. This word, what is this job? What is it, Nhi? What is it? Builder. Do you know builder in Vietnamese, Nhi? Do you know builder in Vietnamese? Con có biết builder trong tiếng Việt là gì không? The person that builds your house. The person that builds your house. Cái người mà xây nhà cho mình á, những người đấy người ta gọi là gì, Nhi? Thợ gì?
Thợ xây à? Đúng rồi, thợ xây, đúng không? Yeah, thank you Nhi so much. Okay, thank you guys. So number two, builder. À, như vậy bạn nào chọn được đáp án là builder will have 7 points, okay? Who has the answer? Builder will have 7 points. Uh-huh. Now the first one. Who has the first answer will have 10 points. Now let's see, guys, the first answer. You guys know this job? I want to invite, cô mời Phương Thảo nè. Phương Thảo, can you tell me what job is it? Can you read the word first? Nguyễn Phương Thảo, can you read the word first? You promise to set the button. Number one, what is number one, Thảo? Baby sister. Ah, babysitter. Again, babysitter. Babysitter. Do you know babysitter? Do you know babysitter? Yeah, wow, good job Thảo, very good. Thank you so much. À, Thảo có đáp án đúng rồi đấy mọi người. Babysitter là người trông trẻ. À, good job. Thank you Thảo so much. Yeah, cô thấy các bạn comment rất là nhiều đáp án đúng nè. Như vậy bạn nào mà chọn được babysitter sẽ được 10 điểm. Các bạn nhớ là mình phải trung thực nha. Mình chọn đáp án trước khi mà cô mở đáp án thì mới tính nha. Ok. Babysitter will have 10 points. À, cho nên các bạn thấy là những cái từ kiểu nó dễ dễ như là baker nè thì thường sẽ có điểm thấp đúng không? Cho nên là mình thử nghĩ tới những cái từ nào khác nữa xem. Trong bài này thì các bạn sẽ được tiếp xúc với nhiều một số cái từ lạ hơn một xíu. Tuy là lạ nhưng mà khi mà các bạn nghe các bạn cũng dễ đoán lắm. Ok. Now question 2 guys. Question 2. It's okay if you have 0 points, okay? It's okay. Không sao hết. Okay? Now question 2. Now we invite one friend to read the question and then tell me the answer. Okay, Khánh Nam, can you tell me? Can you read the question first? Nam đọc cho cô nghe câu hỏi nè. Name one dangerous job. Oh, name one dangerous job. Dangerous có nghĩa là gì Nam? Dangerous? Yeah. Nghĩa là để dangerous là nghề nghiệp nguy hiểm. Đúng rồi, kể cho cô một nghề mà con thấy là nó rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm tới nhiều thứ. Ví dụ nguy hiểm tới cái sức khỏe của mình, tính mạng của mình. Hay là những cái nghề nào con cảm thấy là nó nguy hiểm. What job is it? Ở đây cô cũng không sắp xếp theo thứ tự gì hết. Cho nên là các bạn đoán đại thôi. Nếu mà mình đoán hơn thì mình được điểm cao. What job? What job? Nghe đồ tóc nhưng bị trường tới nay mỗi dịch kỳ người ta cả nay đi thu gom rác. Yeah, I think you know that one. But you know that one in English? Do you know that one in English? I don't know it. Yeah, but I think... nhưng mà đáp án này cũng rất TV. Là hay đó. Yeah, that is a very good answer. Very good, that is a good answer. And I think you will have this answer in this one. Good job, Nam. Okay, tí nữa cô cho Nam biết, Nam nhìn Nam sẽ biết đó là nghề gì nha. Okay. Có, tất nhiên là sẽ có rất là nhiều nghề, rất là nguy hiểm. Nhưng mà ở đây cô cũng không có kể hết được cho mọi người. À, ở đây cô chỉ lựa chọn một vài cái thôi. Cho nên là không có trong đây, không có nghĩa là cái nghề đấy nó không nguy hiểm nha mọi người. Ở đây cô chỉ để vài đáp án thôi. Okay. Now, Dũng, Bùi Minh Dũng. Can you tell me one job that is dangerous? Dũng nói cho cô nghe thử coi nghề nào con thấy nguy hiểm nè. One job that is dangerous. Em thưa cô là nghề firefighter. Firefighter. Yeah, good job Dũng. Thank you. Thank you so much. What about cô mời Băng nè. Can you bên alo Băng? Can you turn on your sound? Bạn Trần Trần N chấm băng. Can you turn on your sound? Như băng đi đâu mất tiêu rồi. Ok, now one more friend. I want to invite cô mời Xuân Đức thử nè. Xuân Đức, can you tell me one job that is dangerous? Can you tell me one job that is dangerous? Maybe to your health, to your life. Con thử kể cho cô. Bạn có kể là firefighter nè. Thì Đức còn nghĩ ra được nghề gì nữa không? What else? Can you see? Can you think of any other answers? What job, Đức? Yeah. Con nghĩ đến nghề gì mà cũng dangerous nữa ngoài cái firefighter ra? Police. Policeman, right? Or police officer? Police.
Yeah, good job, very good. Okay, good job, a lot of. Đúng rồi, cô thấy các bạn kể bằng tiếng Việt á, thì đúng là rất là nhiều nghề, đúng không? Nhưng mà ở đây cô không có chọn hết các nghề được. Cô chỉ chọn một vài nghề thôi. À, đúng rồi, các nghề các bạn kể đều đúng hết á. Nhưng mà mình có xuất hiện trong đây không thì nó phụ thuộc vào cái độ may mắn của mình nữa. Okay. So now one more, last person. Cô mời Lưu Ngọc Chi. Besides police officer and firefighter, what else, Chi? Can you tell me any other jobs? Pilot. Yeah, okay, good job. Yeah, pilot. Good job. Okay, thank you guys. Now, stop everybody. Bây giờ các bạn dừng ghiền điền đáp án cho cô nha. Mỗi bạn chỉ có một đáp án trong đầu thôi nè. Bây giờ mỗi người chỉ chọn một đáp án thôi để coi là mình có đủ lucky mà mình được đáp án điểm cao hay không nha. Okay guys, one answer, one person, okay? Let's see. The first one, 2 points will go to... Ah, so who chose firefighter or fireman will have 2 points, okay? Bạn nào mà chọn là lính cứu hỏa thì sẽ được 2 điểm. Các bạn nhớ là cô không có sắp xếp theo cái mức độ nguy hiểm nha mọi người. Cô sắp xếp đại thôi, random thôi. Ha. Cho nên là bạn nào chọn firefighter sẽ được 2 points. Okay guys, firefighter. Ah, do you guys know this one? I want to invite cô mời Khánh Linh nè. Khánh Linh, can you read number 4 and tell me what is it in Vietnamese? Truck driver. Ah, truck driver. What is it in Vietnamese, Linh? What is this meaning? Người lái xe tải. Đúng rồi. Yeah, good job, Linh. Good job. Thank you so much. Đúng rồi, bạn Linh nói đúng rồi nè mọi người. Truck driver. Truck driver là người lái xe tải. À, đây cũng là một công việc rất là nguy hiểm, đúng không? Okay, guys. Who has this answer? Các bạn nào đoán được là truck driver không? Các bạn nào đoán được không? Ừ, cưa gỗ, đúng rồi, nhưng mà ở đây thì chưa chắc thì đáp án nó xuất hiện, không có nghĩa là nó không nguy hiểm. Ok, cô chỉ chọn đại thôi, chọn đại ra 5 đáp án thôi. À, cho nên là cái nghề nguy hiểm thì đương nhiên là rất là nhiều rồi nha mọi người. Cô chỉ chọn một vài cái để mà list vào đây thôi. Ok, cho nên là mình tùy theo mình thấy mình có may mắn hay không đó. Now number 3. Ah, number 3. So if everybody of you chose police officer or policeman, you will have 5 points, okay? Bạn nào mà chọn là cảnh sát, công an nè, chọn nghề này thì các bạn sẽ có được 5 điểm. Police officer or policeman. Ở đây cô thấy có nhiều bạn ghi rất là nhiều nghề, diver cũng có nè, đúng không? Miner nè, rất là nhiều. Good job, very good. Now the next one, number 2, you have... I have 2 jobs here. 2 nghề này nghĩa khác nhau nha mọi người, nhưng mà cô muốn để cho các bạn có đáp án khác nhau. Worker. You guys know worker? Do you guys know worker? Worker là công nhân đúng không? Thì công nhân, những cái người làm việc ở trong nhà máy đều tính các loại worker luôn, thì cái nào cũng nguy hiểm hết đúng không? À, mình có thể gặp rất là nhiều cái nghề rất là nguy hiểm, bởi vì sao? Bởi vì nè, có những tiếp xúc với những cái máy móc này đúng không? Cho nên you have to be very careful, right? So if who chose worker or athlete? You guys know this word? Athlete? Athlete có nghĩa là vận động viên. Vận động viên. Như vậy bạn nào mà có chọn vận động viên nè. Ok? Thì sẽ cũng có điểm là 7 điểm. Ok? You will have 7.2. Vận động viên. Đây là một từ cô thấy là mới này. Hôm trước giờ mình chưa có gặp từ này nhiều. Athlete. Ok? Là vận động viên. Thì bạn cũng sẽ có 7 points. Ok? And the first one will have 10 points. What is it? Ah, there are 2 jobs. Wow. Hồi nãy có ai nói là pilot, right? Có một bạn cô mời lên mà lại nói được là pilot nè. You will have 10 points, okay? Nếu mà bạn nói được pilot thì sẽ có 10 điểm. Ah, or fisher, fisherman, okay? Fisher, fisherman. Cái người mà làm nghề đánh bắt cá nè. Ah, khi mà đọc, when you have bad weather, okay? For bad weather, so it's gonna be very dangerous for you, right? Khi mà thời tiết xấu này, thì những người làm nghề đánh bắt cá cũng rất là nguy hiểm, đúng không? Và đương nhiên thì những cái nghề khác cũng nguy hiểm rồi đó. Pilot nè, hay là những người làm nghề gì? Doctor, đúng rồi, doctor nè. Những cái bạn nói là miner, rồi reporter nè. Những cái lính cứu hộ nè, đúng rồi, thì những nghề đấy cũng nguy hiểm. Nhưng mà cô chỉ không có chọn vào đây thôi, cô chỉ chọn random mà, cô chọn đại thôi, ok? Wow, Thảo An, you have 12 points. Wow, good job, Chi have 10 points. Yeah, very good, you have pilots, right? Good job, guys, very good job.
Now question three. Don't worry, you still have 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mm-hmm. Number three. Okay, now I want to invite one friend to read the question and then tell me one answer, okay? Cô mời. Let's invite. Okay, let's invite who? Cô mời Ngọc Hà nè. Ngọc Hà, can you tell me? Can you read the question first? You read the question first. Doctor. Okay, you read first. Read the question. Con đọc cho cô câu hỏi trước. Name a job starts with D. Nêu cho cô một công việc bắt đầu bằng letter D. Thì what is your answer, Hà? One more time. What is the answer? Doctor. Yeah, okay. Hà has doctor. Good job, Hà. Thank you so much. Như vậy là Hà có đáp án là doctor. What about? Cô mời Nam Phương. Nam Phương, right? What is the answer? What is the answer? What is your answer? Name a job starts with D. Name a job starts with D. Can you turn on your mic? Nam Phương có mở micro được không? Cô mở cho con rồi nè. Can you turn on your mic, Phương? Nam Phương. Can you turn on your mic? Cô thấy Phương giơ tay nè. Can you see me? A lot of a doctor, right? Driver, dancer. Yeah, a lot of dinner. Dinner, is it a job? Is it dinner a job? I don't think dinner is a job, right? Uh-huh. Hacker. Hacker starts with H, not D, right, guys? Hacker starts with H. Mm-hmm. Okay, one more friend. Let's invite... Cô mời một bạn nữa nha. Okay, cô thử mời Bảo Hà nè. Bảo Hà, can you tell me the answer? What job starts with D? What job starts with D, Hà? Hà có đâu biết thử xem là công việc nào bắt đầu bằng letter D nè. Can you turn on your mic? Cô mở micro cho Hà rồi đó. What job, Hà? Công việc gì ngoài doctor? Oh yeah, DJ, right? Good job. You only choose one, okay? Choose one. Hà, đáp án của con là gì nè? What is your answer, Hà? Do you have the answer? Đáp án của con là gì? Can you tell me? Hà có đáp án không nè? Dance. What is it? Đáp án của Hà là gì nè? What is the answer? Không biết chưa? Nó to không nghe. What is the answer, Hà? Can you tell me? Dancer. Dancer. Okay, good job, Hà. Như vậy là nãy giờ các bạn cũng nêu cho cô rất là nhiều đáp án, đúng không? Now one more. Mai Trang, can you tell me beside doctor and dancer, what is the other answer? Còn đáp án nào khác không? Dentist. Dentist. Okay, good job, Trang. Thank you, dentist. Okay, guys, now let's check the answer, okay? Let's check with me, okay? Stop. You guys will stop for number three, right? Các bạn có đáp án của mình hết rồi, đúng không? Okay, now let's check, okay? Doctor will be number five. You have 2 points, okay? Doctor. Những cái nghề nào mà đơn giản này thì thường cô sẽ để cái đáp án nằm số 5. Còn những cái nghề nào khác thì cô sẽ thường sắp xếp đại ở trong 4 cái đầu tiên, okay? Dentist will be number 4. So hồi nãy Mai Trang có nói là dentist, đúng không? So you will have 3 points for this one, okay? Dentist for number 4, guys. And number 3 will be... there are 2 jobs, okay? Nãy cô thấy các bạn cũng comment rất là nhiều nè. Dancer, and như vậy là Hà đã được bao nhiêu điểm rồi ta? Hà coi như Hà đã được 5 points rồi đó. And driver, driver là tài xế, đúng không? Hồi nãy mình có truck driver là tài xế lái xe tải, thì cái này là một nghề chung là tài xế thôi. Driver, okay guys? Như vậy là bạn nào mà chọn một trong hai nghề này thì sẽ được 5 points. Và number 2. There are 2 jobs too. There are 2 jobs too, okay? Có 2 công việc ở đây luôn và cô muốn mời một bạn. Cô mời Thanh Vân nè. Thanh Vân, Trần Thị Thanh Vân. Thanh Vân, can you read the 2 answers? Thanh Vân đọc cho cô nghe cả 2 câu, 2 đáp án nè.
Number two? Yeah. Dancer. Designer. Again, cái nghề này các bạn đọc là designer. Designer. And do you know this one? Detective. Detective. Again, detective. Detective. Okay, good job. Do you know designer? Các bạn biết designer là gì không? Designer? I don't know. Designer are the person. Designer is a person that draws the clothes, designs the clothes. Thiết kế này thì có thể là thiết kế đồ họa này, thiết kế thời trang nè, rất là nhiều những người làm những cái nghề thiết kế nội thất nè. Ok, như vậy designer ở đây là nói chung là nhà thiết kế, mình sẽ có designer. What about detective, guys? Let me see your answer. Yeah, DJ is a job, good job. Yeah, but is it in here? Mm-hmm. So you have, what about, thám tử, yeah, good job, good job. Yeah, detective là thám tử, very good guys, good job. Cái nghề này là cô nhớ có một bạn cũng làm, có nói tới cái nghề này nè, có tìm tới lúc mà cái bài mà cô cho các bạn làm 10 nghề đó. Okay, good job. The last one, we have 10 points. Let's see the answer, guys. Two jobs. There are two jobs, okay? The first one, delivery man. Delivery man, just like what job? Delivery man là giống nghề gì mọi người? Delivery man? Delivery man. Giống giống nghề gì mình hay gọi đó. Các bạn ở trên livestream cũng comment cho cô thử nè. Các bạn có biết delivery man là giống nghề gì không? What job? Thường các bạn sẽ gọi cái người này là gì? Delivery man. Còn cách nào để gọi về delivery man? Thám tử Conan, đúng rồi. Thường các con thấy là cái chuyện nó ghi là Detective Conan, đúng không? Detective Conan, thám tử Conan đó. Mail carrier. It's a well, maybe. Yeah, maybe, Jay. Well, delivery man, it's just like shipper. Có nghĩa là người giao hàng thì có thể giao thư cũng tính, cũng giống đó. Nhưng mà giao hàng, người ví dụ giao những cái bưu kiện đó, ok? Thì mình sẽ hay có delivery man, ok? Cũng giống như shipper, bây giờ mình hay gọi vậy đó. Và cái thứ hai, what about the second one, guys? Drummer. You guys know drummer? This person is in a band. A band? A band. This person is in a band. You guys know a band? Một ban nhạc. This person plays drum. Yeah, yeah, Song An, good job. Very good. Drummer. Okay. Mà Song An viết thiếu cho cô letter R nè. Drummer. Đúng rồi, cái người mà đánh trống á. Trong ban nhạc có một cái người sẽ hay đánh trống. Có người thì hát, có người thì chơi guitar, đúng không? Thì cái người đánh trống mình gọi là drummer. Okay, guys. Good job. Very good. Good job. Now, question four. Okay, guys. Question four. You are halfway. Okay. Halfway through. Mình được nửa quãng đường rồi đó. Okay. Now, please name a job related to art. Art ở đây thì nó sẽ có nghĩa là nghệ thuật. Art ở đây thì cô muốn nói về cái nghĩa là nghệ thuật. Okay. So you guys have the answer. You guys have the answer. I want to invite cô mời Phát thử nè. Phát, con có nghĩ ra được nghề nào mà liên quan đến nghệ thuật không? Ví dụ vẽ, ca hát, những rất là nhiều nghề về nghệ thuật đúng không? Về cái mảng chung là nghệ thuật. What is the job related to art? Singer. Singer? Yeah, maybe. Good job, maybe. Let's see. Is there any answer that is singer? Okay, one more friend. Cô mời Trấn Phong. Đặng Lê Trấn Phong. Can you tell me what answer starts with... Oh, yeah, related to art. What job related to art? Cô mời Phong xong rồi. Phong đi đâu mất tiêu rồi. Okay, what about Minh Linh? Can you tell me a job that related to art? Yes. What is it, Linh, besides singer? Ngoài singer ra thì con còn đáp án nào khác không? Singer? Painter. Painter, yeah, okay, good job. Painter, yes, good job. What else? What about... Okay, one friend. Cô mời, hồi nãy cô mời Trấn Phong, xong rồi Trấn Phong tắt camera, Trấn Phong đi mất tiêu rồi. I want to invite cô mời. Okay, cô mời Minh Khuê nè. Minh Khuê, what is the answer besides singer and painter? Can you think of any other answers? Con còn nghĩ ra được đáp án nào khác không?
Can you turn on your mic quick? Can you turn on your mic? Ah, yeah, okay. Trang có nói một cái nghề mà con chưa đủ. Do you have the answer, Khuê? Can you turn on your mic? Khuê mở tiếng được chưa? Nếu mà Khuê không mở tiếng được thì cô mời một bạn khác nhé. The artist. Ah, artist. Okay, Khuê, thank you so much. Artist. Okay, good job. Now let's check the answers, guys. Let's check, okay? Number five you have. Ah, so who chose actor or actress will have 2 points, okay? Cô thấy cũng rất là nhiều bạn chọn actor nè. Actors mean diễn viên, okay? Actor là diễn viên. Okay, Phương, con chỉ chọn một đáp án thôi nha. Mình sẽ không tính tổng điểm của những cái đáp án mà con có, mà mình chỉ chọn một cái cho cô nha. Okay, only one answer. Mình thử chọn một đáp án để mình xem sao nha. Number four, you will have. Number four, you will have artist or painter. Những bạn nào chọn là artist hoặc là painter thì đều có điểm là 3. You will have 3 points, okay? Artist or painter. And number two, singer. Yeah, good job, guys. Hồi này các bạn chọn singer, đúng không? So you will have 5 points. And number two, you have dancer or ballerina. You guys know ballerina? Lần trước là Giang cũng có nói về ballerina này đúng không? Dancer. Dancer có nghĩa là vũ công nè. Ballerina thì được rõ hơn một xíu là vũ công múa ba lê. Okay. Ballerina. And then the first one will be. There are two jobs. Okay. There are two jobs. Designer and director. Designer hồi nãy các bạn cũng biết rồi đúng không? Và director là có nghĩa là ví dụ như là đạo diễn đó. Okay, ở đây ý cô muốn nói là đạo diễn. So number one, you will have 10 points if you chose designer or director, okay? Now question five. Name a job related to food and drink. Okay, cô mời Đăng Khôi nè. Trần Đăng Khôi, do you know the answer? Is there any job that related to food and drink? Yes. What job, Khôi? What job? Pizza. Job, a job. Một cái nghề liên quan đến ví dụ đồ ăn về thức ăn. Yes, again. Waiter, right? You mean waiter and waitress, right? Good job. Thank you so much. Good job. One more friend. Cô mời Quỳnh Chi nè. Can you turn on your mic, Quỳnh Chi? Hồi nãy cô thấy Quỳnh Chi mở camera xong rồi cô mời Quỳnh Chi. Quỳnh Chi tắt camera mất tiêu rồi. Okay, so I will invite someone else, okay? I will invite someone else. Cô mời Hà Anh nè. Hà Anh, do you have the answers? Can you turn on your mic, Hà Anh? Juice is not a job. Noodles, not job. It's not a job, guys. Noodles không phải là một cái nghề, đúng không? Juice cũng không phải là cái nghề. Nó chỉ là tên của một món ăn thức uống thôi. Yes, Hà An, what is the answer? What is your answer? Hamburger. Hamburger is not a job. Hamburger is just a food. Hamburger là một loại thức ăn. Còn ở đây cô đang muốn nói là một cái nghề nào đấy mà có liên quan đến thức ăn, đồ uống đó. Như ví dụ như bạn chọn là waiter nè. Waiter là phục vụ thì có liên quan đến đồ ăn, thức uống đúng không? What job have? Cook. Cook. Okay, good job, cook. Ở đây cô thấy có nhiều bạn kể tên cho cô là đồ ăn, thức uống nhưng mà không phải là cái job. I want you guys to tell me the job. The job, okay. So now let's see the answers. Number five, you have baker. Cook and chef will be number four. So you will have 3 points. Bartender. Hồi nãy mình có làm này đúng không? Bartender. Butcher. Okay, guys. Butcher. Các bạn cũng biết butcher mà đúng không? Mình đã từng học rồi nè. And number one. There are two jobs. Number one, food critic and food blogger. Ở đây các bạn nào coi cái phim Ratatouille chưa? Cái phim Ratatouille là cái phim mà con chuột đầu bếp á. Con chuột đầu bếp mà con chuột. Phim Disney đó. Các bạn nào coi phim đấy chưa?
cái phim mà con chú chuột đầu bếp, chú chuột biết nấu ăn đó, chú chuột đấy sẽ nhảy lên đầu của cái anh kia đúng không? Xong rồi nắm tóc ảnh để ảnh nấu á. À, phim đấy thì có phải là sẽ có food critic. Waiter là không có điểm, tại vì waiter đâu có nằm trong đây đâu. Mình có đáp án là những cái trên màn hình thôi. Thì nếu mà con may mắn con chọn đúng những cái đáp án này thì mình sẽ có điểm, ok? Food critic. Food critic là nhà phê bình ẩm thực. Nhà phê bình ẩm thực thì giống như cái ông mà ở trong cái video đó, ở trong cái phim đây đấy, thì ông tới và ăn xong rồi ăn thử cái món rau đấy, cái món rau mà xếp thành từng cái miếng rất là đẹp đúng không? Thì sau đấy thì nhớ lại món mà ngày xưa mẹ của ông ấy nấu. Ok, food critic, nhà phê bình ẩm thực. Hoặc là tụi con có là food blogger, là bây giờ mình cũng hay coi đó, food blogger, những cái người mà review về thức ăn ở trên mạng đấy, thì tụi con sẽ có cái nghề là food blogger. Ok guys, now the next one you guys will have, number 6, 3 more. Name a job that has men. Hãy kể cho cô tên một công việc mà nó có chữ cái từ cái đuôi mình á, cái đuôi mình. Name a job that has men in the title. Ok, congratulations. Các bạn này có rất nhiều điểm đúng không? Dạ. Yeah. Can you guys tell me? Cô biết là mọi người sẽ nghĩ tới policeman và fireman giống nhiều đúng không? Policeman, fireman, fisherman. Fisherman thì Việt Phương ghi thiếu cho cô letter H. Fisher, H, S, H, E, R. Ok, fisherman. Superman. Superman, is it a job? Is it a job? Yeah, but Superman good. Postman, ok, good job. What else, guys? Superman, a lot of Superman. Can you guys think apartment? Apartment? No, I don't think apartment. You misspell the word apartment. Apartment là A-P-A-R-T-M-E-N-T. What else, guys? A lot of policemen. A lot of policemen and fishermen. So now, let's check the answer with me, okay? You have. So if you got your answer is fireman, you will have 2 points. And remember this one. Cô nhớ bạn nào hồi nãy có nói nè, đúng không? Cái người mà làm cái người mà làm nghề đổ rác ấy, mình sẽ có một cái hay gọi là garbage man. Garbage man will be number 5, okay? Garbage man. And number 4, you have 2 jobs. Number 4. If you chose policeman, you would have 3 points, or you have another one, pizzaman. Pizzaman, ở bên mình thì ít, chứ bên nước ngoài người ta ăn pizza rất là nhiều, đúng không? Thì có một cái nghề là người giao pizza ấy, người ta cũng hay gọi là pizzaman. Pizzaman. And number 3, you have 3 jobs. 3 different jobs for number 3. Mailman, just like mail carrier. Mailman là sẽ giống với lại mail carrier. And then you have doorman. Doorman là cái người gác cổng, cái người gác cửa, ví dụ ở khách sạn, ở những cái nơi mà tụi con hay thấy là cần có cái người gác ở ngay đầu, ở ngay cổng á, thì mình sẽ có doorman. Và postman nó cũng giống với lại mailman vậy đó. Okay. And number 2, you have 2 jobs will be businessman and chairman. Chairman's like the president. You guys know the president? Chủ tịch. Thì ngoài cái chữ president mình hay có là chairman, và ngoài ra còn có một cái nữa là businessman, là những cái người mà làm về kinh doanh ấy, người ta hay có nhà kinh doanh, người ta gọi là businessman. Okay guys, and the last one will be this one. Have you guys ever heard of this one? If you guys watch a lot of YouTube, you guys will know this word, right? Nếu mà bạn nào mà xem YouTube nhiều thì chắc cũng biết từ này đúng không? Cameraman, cái người mà chuyên gia là quay, cái người quay phim mà, những cái người quay phim. Cameraman thì ít nói về người chụp ảnh lắm, mà sẽ nói về những cái người mà quay phim nè. Thì mình sẽ hay có nghề cameraman, okay? Now name a job related to books. Name a job related to books. Cô mời anh Duy nè. Can you tell me one job that related to books? Theo con nghề gì mà có liên quan đến sách nè? What job? Thưa cô là writer. Writer, okay, good job. Good job. Thank you so much. One more friend. Let's invite. Cô xin mời bạn. Cô mời Duy Tùng nè. Duy Tùng, can you tell me one job besides writer?
Besides writer, what do you have? Ngoài writer thì con có nghề gì mà có liên quan đến sách nữa? Là bán miếng. Besides writer, what do you have, Tom? Besides writer? No. What no. job? Yeah, again. Làm báo. Nãy có đưa này. Again. Again, Tom librarian. Là librarian, okay. Yeah, cô thấy cũng có nhiều bạn biết là librarian nè. Good job. Okay, now let's check. Okay, guys, check one more. Okay, one more. Cô mời Xuân Anh đi. Xuân Anh, what is your answer? My answer is... Con chưa nghĩ ra. You haven't thought of it? Okay, keep thinking, okay? Keep thinking. Mm-hmm. Rồi bây giờ thì các bạn cho cô sẽ cho các bạn xem đáp án nhé. Okay, well let you see the answers. The first one, number 5 first. Mình đi từ dưới lên đúng không? Number 5. Oh sorry guys, nó bị lẫn lộn rồi. Number 4 first. You have 4 different jobs nhưng mà nó tựa tựa nhau. Writer, poet, novelist and author. Author nói chung đều là những cái người tác giả, những cái người viết sách, viết truyện đó. Thì con có writer là nhà văn nè, poet là nhà thơ nè, novelist có nghĩa là người viết tiểu thuyết, cái người viết tiểu thuyết, và author thì nó là một cái từ rộng hơn, nó có nghĩa là tác giả. Ok, author. Uh-huh. And then number 5 you have teacher. Uh-huh. When you are a teacher you have to read a lot of books and documents, right? And one more is tutor. You guys know tutor? Do you guys know tutor? Tutor có nghĩa là gia sư. Uh-huh. If you guys are good at some subjects, maybe when you've grown up, you are in university, you can become a tutor, okay? Nếu mà bạn nào học giỏi nè, bạn nào là lên đại học thì sau này thì con có thể đi làm gia sư, dạy lại cho những em nhỏ cũng được. Okay, tutor. Now you have number 3. There are two jobs too. Scientist and lecturer. Lecturer is pretty much the same with teacher, but lecturers teach in university and college. Lecturer là sẽ dạy ở đại học và gọi là giáo sư, giống như là giáo sư vậy đó, giảng viên đại học, dạy ở đại học và cao đẳng. Okay? Teachers là có thể dạy ở đâu? Teacher can teach in primary school, high school, secondary school. And when you become a lecturer, you can teach in university and college, okay? Number 2, yeah, librarian. Good job, guys. You have the answer, librarian or researcher. Researcher có nghĩa là nhà nghiên cứu viên. Nhà nghiên cứu hoặc nghiên cứu viên thì con sẽ có là how many points? 7 points. And for the first one, you have... Okay, you have two jobs here, editor and reviewer. Editor and reviewer. Sẽ có những người làm cái nghề là book reviewer, có nghĩa là con sẽ đọc sách, sau đấy con sẽ nêu cái cảm nghĩ của mình. Con nêu cho mọi người biết cái cảm nghĩ và cái nội dung sơ quát của cái cuốn sách đấy. Nêu cho mọi người biết cảm nhận của mình như thế nào, mình review về cái cuốn sách đấy. Thì có rất là nhiều người làm cái nghề là book reviewers. And editor có nghĩa là biên tập viên. Trước khi mà một cuốn sách được phát hành thì sẽ có editor. The editor will have to look through the book first, okay? Cái người editor là biên tập viên phải nhìn xem lại kỹ nè, xem thử có những cái lỗi gì ở trong cuốn sách không thì mới được xuất bản ra, okay? So you have editor and reviewer will be number 1. Who have the answer? You guys have the first answer? Now the last one, guys, number 8. Name a job related to clothes. Name a job related to clothes. Okay? Okay, Tường Vy, can you tell me the answer? Can you tell me the answer, Tường Vy? Do you have the answer for number 8? Hello, teacher. Yeah, what is your answer? I don't know. Related to clothes, liên quan đến quần áo thì con sẽ có những cái nghề gì mà liên quan đến quần áo, có làm về quần áo. You know any job? Tailor. Okay. Tailor. Ah, yeah, okay. Thank you, Tường Vy, so much. Thank you. Cô mời one more friend. Let's see.
Cô mời Việt Phương. Hồi nãy Việt Phương để tên của con là Nam Phương này, cho nên là cô kêu Việt Phương đâu có để ý đâu, đúng không? Việt Phương, can you turn on your mic? Can you turn on your mic? Okay, what is the answer? Besides Taylor, do you have other answers? Do you have other answer? Oh, is it? Yeah, what answer? What is it? Do you have your answer, Phu? No. You don't know? Mm-hmm. You don't know? Okay. But if you don't know, then let's check. Okay. Now, one last friend. One last friend. Let's invite Om Xin Mời. Let's invite who? Cô mời Nam Bình nè, Bùi Nguyên Nam Bình. Can you tell me other answers besides Taylor? Do you have any other answer, Bình? Con chưa biết cô ơi. You haven't known. So a lot of you guys haven't known the answers. Mm-hmm. Let me check the chat box, okay, before. Taylor, a lot of you guys choose Taylor. Uh-huh. Fashion designer, yeah, okay. Now, let's see. Number five, it's model, right? When you become a model, you have to wear a lot of clothes, different clothes from different brands, right? Khi mà con làm người mẫu thì có phải là con phải mặc thử quần áo, đúng không? Mình phải mặc, mình trình diễn quần áo mà. Okay, so model will be number five. Number four will be designer or photographer. À, thường thì có fashion designer và fashion photographer. Có những nhiếp ảnh gia là chuyên chụp cho những người mẫu, chụp hình cho người mẫu để mà quảng bá những cái đồ quần áo nè. Và mình có nhà thiết kế thời trang thì mình sẽ có là fashion designer, okay? À, number three, you have fashion journalist, fashion writer, or fashion blogger. You guys know blogger, right? Blogger, những cái người mà viết những cái người bình luận về những cái về mảng thời trang đó, hoặc là writer là những cái người mà viết về những cái mảng thời trang, và journalist cũng vậy, là phóng viên thời trang, okay? And number two, you have it's actually a very familiar word. Từ này cô thấy là thực ra các bạn cũng có thể biết rất là nhiều đó mà các bạn chưa nghĩ tới. This one is stylist. A stylist? Do you guys know a stylist? Nhà tạo mẫu. Ah, when you guys see someone who is famous, okay, so they wear a lot of beautiful clothes, right? So those clothes, the stylist will come up with the ideas about the clothes. Uh-huh. Những người tạo mẫu này thì sẽ tạo nên những cái bộ ngoại hình, những cái bộ quần áo đấy khi mà những người nổi tiếng nè cần phải đi một cái dự cái sự kiện gì đấy. Uh-huh. So you have stylist, okay? And the first one will be, a lot of you guys have this answer, wow. A lot of you guys have tailor, right? Tailor, thợ may. Ừ, những người may quần áo thì con sẽ có là tailor, okay? Tailor. So that is the end of this one. Okay, that is the end of this game. So tell me your scores. Can you guys tell me how many points you guys have? Can you guys tell me how many points? 80. Wow, that is a very high score. 80 có nghĩa là con đúng hết cả 8 câu là con đều được 10 điểm luôn đó. Wow, really? You have 24, 29. Yeah, that's very high score actually. Thực ra điểm đấy rất là cao đó. 45, 91. How can you have 91? I don't think you can have 91. 10 points is okay. 10 points is actually pretty good. Okay, a lot of you guys have a lot of score, 22, 63. Okay, good job, everybody. Good job, guys. That is just a game for you guys to know a lot of new words. Đấy là một cái trò chơi mà cô chỉ muốn cho mọi người biết được thêm những cái từ vựng mới và mình nghĩ ra được thêm từ vựng thôi. Okay, so now we've moved to this one. You already done this one, right? Cái này cô đã giảng vào lần trước nè. Ở đây thì các bạn nhớ khi nào mình dùng does, đúng không? Khi nào mình cần dùng do, khi nào mình cần dùng does nè. Does thì sẽ đi với he nè, she nè, hoặc là danh từ mang nghĩa số ít. Chẳng hạn như cô hỏi bạn Khanh đi. Cô hỏi Khanh là bố của Khanh làm nghề gì thì cô có thể hỏi là what does your father do, đúng không? What does your father do? Thì your father ở đây là cô hỏi bố của Khanh thì phải là chỉ có một người là số ít, đúng không?
Thì đúng rồi, lúc đấy mình sẽ dùng là does và mình sẽ trả lời là he is. He is. Okay? Và cô hỏi thêm, à, where does he work? Bố của Khanh làm ở đâu? Where does he work? À, lúc đấy thì Khanh mới trả lời, à, he works at, in, à, bố làm ở đâu đấy? Ông ấy làm ở đâu đấy? À, còn đối với số nhiều thì sao? Mình sẽ dùng là do. What do they do? What do your parents do? Đúng không? Ừ. Thì ở đây your parents, it means your dad and your mom. Okay, so two people, hai người lận, cho nên con phải dùng số nhiều. À, và khi mình trả lời thì mình phải nói là they are. Họ là ai? Họ làm nghề gì? Họ làm ở đâu? They work. Và mình không có chia thì hiện tại. À, chia thì hiện tại ở đây nó là không thêm s hay es gì hết đó. Okay, so now let's try to do this one with me. So I will invite two friends, okay? I will invite two friends to do this me with this with me. Bây giờ cô mời Khanh luôn nè. Khanh, can you do for me number one? Can you do for me number one? What does your father do? Mm-hmm. He is a police officer. No, I want you to do this one, this one. I want you to do the task. Can you see the task 6? Khanh có nhìn thấy cái task number 6 không? Yeah, có okay. À. Bây giờ Khanh sẽ làm cái này trước cho cô là con điền vào cho cô. What word can you fill in here? For this one? For this one? For this question, what can you fill in here? Where? Where does? Let's see. Ah, yeah, where does he work? So how can you answer? Như vậy Khanh trả lời luôn cho cô câu B nè. Thì nó sẽ là gì? He works at... Good job. He works. Remember, yeah, thank you, Pam, so much. Remember, guys, works. Các bạn nhớ cho cô đã là he nè. Thì mình phải làm gì? Mình sẽ phải chia động từ, đúng không? Okay, he works. Mm-hmm. Now number two, guys, number two. I want to invite one friend, okay? Cô cũng sẽ mời một bạn làm cho cô nha. Okay, I want to invite one friend to do that one for me. Let's try to invite... Cô mời Thảo An thử nè. Thảo An có thể làm cho cô number two không? Can you do for me number two? Can you turn on your mic? Can you turn on your mic? Thảo An đã mở micro được chưa? Cô mở micro cho An rồi đó. Can you turn on your mic? Can you turn on your mic, Anne? Can you turn on your mic? If you cannot turn on your mic, so I have to invite someone else. Let's try with... Okay, I will have to invite someone else, okay? Cô mời Tuấn Cường. Can you do for me number two, Cường? Can you do for me number two? Tuấn Cường có thể giúp cho cô làm number two được không nè? Can you do number two for me? Can you turn on your mic? Cường bấm vào cho cô cái nút còn bấm cái nút màu xanh đấy. Cái nút màu xanh có cái chữ unmute đấy. Cường thấy chưa? Yes, good job. Yeah, can you do for me number two? A, what is the word that you are filling here? What word can you fill in here? What thì đi ở đây mình có cả một cái chủ ngữ của mình là your sisters, Melanie and Patricia. Như vậy con điền gì ở đây này? What do you fill in here? Cường điền là gì? Mình có dạng câu hỏi khi mà hỏi mọi người làm nghề gì, các bạn làm nghề gì, bố của bạn làm nghề gì thì mình sẽ thường hỏi là gì Cường? Mình sẽ thường điền ở đây là do hoặc là does, đúng không? Khi mà con muốn hỏi mọi người làm nghề gì. Như vậy ở đây con sẽ điền là do hay là does Cường? Do or does? Do. Do. Okay, let's see. Cường, wait. Cường vẫn làm cho cô tiếp nha. Yeah, what do? Why? Do you know why? Cường có biết tại sao cô phải điền do không? Why? Why do, not does?
because Malani and Patricia, you have sisters. Bởi vì... Sisters là số, số gì cương, số ít hay bởi là gì? Oh, sorry, cô nghĩ là bên máy cô bị lắc nên cô không nghe thấy cương nói. Can you say it one more time? Can you say one more time, cương? Cô nghĩ là bên cô bị lắc không nghe thấy cương. Nhưng mà ở đây các bạn nhớ cho cô khi nào mình dùng cương mọi người, bởi vì mình có sisters with S, two people, right? Melanie and Patricia, two people. À, số nhiều, cho nên mình khi mình dùng câu hỏi mình phải dùng là what do. Okay? What do. Mm-hmm. Và B. Okay, let's invite one more friend. Cô mời Thủy nè. Can you turn on your camera? Can you turn on your camera to Thủy? Can you answer this one, B? This one from me, Thuy. I see that you raise your hand. Can you answer this one? Thì có thể giúp cô làm được hai cái câu này không nè? Where are you? Are you here? Are you here? Okay, so if you're not here, I will invite one more friend. I want to invite... cô thấy bạn Trần Băng, bạn Băng giơ tay nhưng mà thực ra Băng không có cái không có micro ấy, Băng không vào micro cho nên là cô không mở micro cho Băng được luôn. À, bởi vì Băng không có vào cái micro. Ok, cô mời Hương Giang nè. Hương Giang, can you do this one for me? Yes. Okay. So the answer for B. Hai chị của bạn làm nghề gì? Hai chị của bạn làm nghề gì thì con sẽ trả lời gì ở đây đây. What is the answer here? Exactly. Again, louder. They are. They are. Let's see. He said they are. Good job. Very good, Zhang. They are. They are what? They are what? Can you answer? They are. They are. They are firefighters. Yeah, firefighters with S. Okay, good job. What about the last one? Where do they work? Và họ làm ở đâu vậy, Zhang? Họ làm ở đâu vậy? Where do they work? They work as a fire station. They work at a fire station. Good job, Zhang. Thank you so much. Okay, good job. Okay, before we stop, bây giờ cô sẽ mời các bạn thực tập lại cái đoạn này với cô. One will be A and one will be B, okay? Rồi cô thấy Băng có micro rồi nè. Băng mở micro thử cho cô xem nè. Can you turn on the mic? Okay, good job, Băng. Good job. Now one more time. Cô mời Thanh Thảo nha. Cô mời Thanh Thảo nè. Can you turn on your mic, Thanh Thảo? Can you turn on your mic? Okay. Hello, so now, okay, Bang, you will be A and Thảo will be B, okay? Bang will be A and Thảo will be B. Now let's start, guys. Let's start. Bang go first. Bang go first. You are A. Con là A. Rồi Bang đọc câu kia nè. What does your father do? Okay. How can you answer? He is a chef. Again, he's a chef. Again, Thảo. He's a chef. He's a chef. Chef. Again, chef. 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 Chef chứ không phải là chef. Okay, chef chứ mình sẽ không có đọc là chef. Okay, good job, Bang. Continue. Bang tiếp tục cho cô này. Where does he work? Thảo. He works at a restaurant. Okay, again, he works at a restaurant. Okay, restaurant. Sorry, guys. Okay, good job. Number two, Bang tiếp tục luôn cho cô. Bang với Thảo tiếp tục nè. What do your sister Melon and Melanie and Patricia do, right? Okay, Thảo, B. They are
Firefighters. Again, Thảo. They are. Okay, where is Thảo? I think Thảo is not here. Okay, Thảo vừa mới bị văng rồi. Okay. Bây giờ cô tiếp tục với băng cái cuối cùng nha. Okay, như vậy cô sẽ là B nè. They are firefighters. Okay, Thảo, can you continue the last one? Where do they work? They work at a fire station. Okay, good job. Thank you, Bang, so much. Okay, guys, good job, guys, for today's class. So it is the end of the class, right? Right now it's 9:03. So I think we can stop here today. I think we can stop our lesson today. Good job. Thank you so much for joining the class with me. Okay, cô rất cảm ơn các bạn đã vào lớp học với các bạn cùng bà cô nha. So continue to do your moonlight, okay, if you haven't done. Bye guys. Yes, bye-bye. I love you all. Goodbye.